Đó là MioSkin xịt dưỡng tế bào gốc, cung cấp độ ẩm và giúp cho da căng bóng đàn hồi. Đây là sản phẩm dưỡng da bằng tế bào gốc cấp tốc dành cho những người bận rộn. Sản phẩm này thì đến từ Hàn Quốc. Lúc đầu là Harry với Trấn Thành xài cái này thì mình cứ tưởng là xịt khoáng bình thường mà thôi. Nhưng mà ai dè sau này mình cảm nhận được là serum này có thể thay thế được các bước dưỡng da hàng ngày. Nói chung là sản phẩm này nó rất là phù hợp cho những người bận rộn nè, hay di chuyển nha, và cả nam giới nữa. Đặc biệt là MioSkin hiện nay đang có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi dành cho các bạn. Các bạn có thể liên hệ với lại fanpage MioSkin Training, mỹ phẩm dành cho người lười, và các đại lý gần nhất nhé. MioSkin xịt dưỡng tế bào gốc, giúp da mạnh khỏe, tươi trẻ cả ngày. Xịt dưỡng này không phải xịt dưỡng bình thường nha, xịt dưỡng tế bào gốc MioSkin. Xịt dưỡng tế bào gốc MioSkin. Đó. Cái loại mỹ phẩm này là dành cho người lười. Đó, tại sao người ta nói như vậy là mấy cô, mấy bác, mấy mẹ, mấy chị em mà lười trang điểm, lười chăm sóc da, đi làm về mệt quá, chăm sóc gia đình, chồng con mệt quá về hoặc là nằm ngửa ra là muốn đi ngủ luôn này. Tắm rửa xong cái, gội đầu xong cái lên giường đi ngủ luôn, nhiều khi quên mất những cái công đoạn dưỡng da thì sử dụng em này rất hợp lý luôn. 5 trong 1 luôn. Một chai xịt như thế này, nhưng không chỉ đơn giản là một chai xịt. Đây nó không phải là xịt khoáng như bình thường mà người dùng đâu nha. Cái này nó là xịt dưỡng á. Xịt dưỡng tế bào gốc MioSkin. Và cái này 100% là nhập chính ngạch của Hàn nha. Ở Việt Nam không có. Nhập chính ngạch của Hàn Quốc, được phân phối toàn quốc ở Việt Nam là bởi công ty cổ phần MioSkin, chính là cái tên của cái em xịt dưỡng tế bào gốc mình luôn. Em mua MioSkin đây, em nhìn cho em nhìn gần này, em có thấy không? Đó. Trời ơi, bao nhiêu những cái dưỡng chất, những cái tế bào gốc nó ở bên trong này. Đó, nó rất là nhiều đó, cấp ẩm rất là tốt. Ừ. Em ơi, tế bào gốc từ noãn thực vật em ạ. Tốt lắm lắm luôn mọi người ạ. Cực kỳ tốt. Sài Gòn rồi, vợ chồng Trấn Thành Harwon nghiện luôn ấy. Chị Lê Giang dùng cũng thích, cũng khen. Anh Đức diễn viên hài dùng cũng thích, cũng khen rất là nhiều. Ai dùng cũng thích, các bạn diễn viên trong Sài Gòn thì biết rồi.